Hello mọi người, hôm nay là có bạn Quân. Quân ở Tuấn là ở Buôn Hồ luôn à? Quân và bạn Quân là đến từ Đức Cơ Gia Lai nhé. Cũng đến vườn quý tham quan mô hình trồng sen của quý đây. Tiêu, sầu riêng, cà phê. Thì quý đã sen trong vườn này là 250 cây sầu riêng và 250 cây sầu riêng và cà phê HQ1, vừa nuôi trái vừa nuôi chồi, và quý mới có thu khoảng 65 cây sầu riêng ở đây thôi, thì đã có thu nhập vài trăm triệu. Vậy thì nếu 250 cây sầu riêng của quý vườn này lớn hết thì theo mọi người là nó sẽ thu nhập như thế nào? Đấy, đây là cũng là một cái mô hình. Quý rất là thích mô hình trồng sen như thế này, thì cũng có thể là một cách để cảm hứng cho bà con làm mô hình trồng sen. Còn sen thì không thể nào so vừa được với sầu riêng, trồng đặc sầu riêng nha mọi người nhé. Đấy, bạn Tuấn cũng từ bên Đức Cơ Gia Lai sang đây. Nghe về giống HQ1 thì bạn ấy cũng qua thăm. Thì Tuấn cảm nhận như thế nào về giống này Tuấn? Em làm thị trường làm các giống khác nhiều rồi. À Quân, giống này em thấy là gần cấp cũng được ấy. Gần cấp, bùi gần cấp đẹp ấy. Quả thì cái giống trái này làm được. Đạt, tận lượng nếu mà làm bài bản rạc cà không là đạt. Qua từ bên Đức Cơ xa xôi qua đây mấy trăm cây số em? Bên đó sang đến anh đây luôn là hơn 200. Hơn 200 cây. Đấy thì hầu hết những anh em mà đi qua tới đây thì đều là những người có đam mê với cây cà phê nha mọi người nhá. Cũng đều có đam mê với cây cà phê cho nên bạn ấy mới bỏ công bỏ sức. Giống đó khác, giống đó cà hột của nó hồi xưa mọc lên á. Nó không phải. Đấy, vườn của mình thì vừa nuôi chồi vừa nuôi trái thôi. Nhưng mình vẫn kết nhất là cái dàn sầu riêng. Bây giờ hình cũng còn mấy chục cây bơ nha mọi người nhá. Vừa rồi cũng kiếm vài chục từ bơ cường thư. Thực ra quý chia sẻ những cái điều này không phải là để khoe khoang đâu ạ. Nói chung là quý chia sẻ là muốn truyền một chút cảm hứng đối với bà con cùng nhau làm nông nghiệp, để chúng ta cùng nhau phát triển kinh tế. Hợp lý không Quân nhỉ? Hợp lý, cái này hợp lý.